Thì sau gọi là 3 năm trời, à không, phải nói đúng là gần 4 năm 5 năm, ừ đúng rồi, tầm tầm đó. Thì Hero Team bọn mình đã rất cố gắng cùng với nhau. Và bây giờ cuối cùng bọn mình cũng đã có được cái Garmin House rất là đẹp. Thì cái Garmin House như thế nào thì mình sẽ quay sau cho bạn xem. Còn bây giờ thì mình sẽ cho bạn xem trước về căn phòng của mình nha. Ok, let's go. Thì phải nói là cái phòng của mình á thì nó khá là nhỏ gọn các bạn ạ. Tối đúng không? Ờ thì chưa bật đèn mà nghĩ sao tối. Đây mình là bật đèn cho bạn xem á. Đây, đây là cái phòng của mình. Khi mà mình bật đèn lên thì nó sẽ như thế này nè. Nhìn có vẻ là khá là đơn giản đúng không bạn? Nhưng mà các bạn cũng biết tính mình rồi, mình là cái người rất là thích những cái gì đó nó màu mè xíu. Và cái ý tưởng của mình á, khi mình xây lên căn phòng này là mình muốn nó phải giống như là một cái phi thuyền của phi hành gia đang bay trên trời các bạn, đang bay ra ngoài mặt trăng á. Đấy. Và đặc biệt hơn nữa là mình cũng là một fan rất là cứng của Marvel. Đấy. Cho nên là mình thiết kế nhìn nó hơi giống Transformer xíu, nhìn nó cũng không giống Marvel cho lắm, nó hơi giống Transformer. Nhưng mà sắp tới mình có đặt mấy cái tượng, mình có mua một cái tượng của con Hulkbuster rất là to, mình để ra sau này. Thì bây giờ mình sẽ mở đèn cho các bạn xem nha, có cái này đặc biệt hơn nữa bạn. Đấy, thêm cái đèn này vô, bạn thấy đặc biệt hơn. Ở dưới này thì mình có để cho mình là mình nhờ các anh thiết kế cho mình cái đèn chạy dọc theo hết cái phòng của mình thế này nè. Thì mình rất là thích những cái gì đó nó màu mè một chút xíu, cho nên là mình có nhờ ảnh gọi là thiết kế thêm. Ví dụ như là đấy, đấy, màu xanh của mình nhìn đẹp đúng không bạn? Đấy. Và đặc biệt hơn nữa là cái phòng của mình có thể có remote để đổi màu được nha. Ví dụ như mà mình muốn gọi là mình nhảy sập sình nhảy ba chẳng hạn, đó, mình có thể chọn cái này, mình bấm vô. Nó sẽ là như vậy đó bạn, sẽ nhấp đi nháy. Ở trên đây cũng nháy được luôn nha các bạn ơi. Đấy, nó cũng nháy theo luôn. Nói chung là mình khá là ưng cái phòng này, mình khá là thích. Nếu mấy bạn muốn chill thì bạn có thể chọn chế độ khác, chế độ nhẹ nhàng hơn, nó không nhấp nháy quá mạnh, nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, thực sự mình rất là ưng, khá là ưng luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp mô hình các bạn nhé. Sau gọi là 5 tháng chờ đợi thì bây giờ mình đã nhận được con mô hình của mình rồi các bạn ạ. Nhưng mà mấy ông nhìn này, nó to phải trưởng mấy ông ạ. Cái này hình như cái chân của nó này, còn cái hình như là cái đầu của nó, mà cái đầu của nó nó bự như thế rồi, không hiểu rồi đó. Cái kiểu này chắc là tôi phải tháo ở đây xong tôi đem lên phòng, chứ tôi không thể nào mà tôi khinh như cái đống này lên phòng được các bạn ạ. Mệt phải chưa? Ui, tôi đã thấy được hình như là cái tay của nó các ông ạ. Mới cái chân của nó thôi mấy ông ạ, mày đã mệt như thế rồi.
giờ tạm thời mình sẽ để nó ở đây một chút, bọn mình ra dọn hết đống rác ngoài kia, xong rồi mình sẽ đem nó lên trên phòng nhớ lại nhé. Cái con này là nó có thêm cái đèn led nữa, nhìn buổi tối bật lên thì nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà mệt quá, để tí nữa mình sẽ quay tiếp nha. Bây giờ mình ra dọn rác cái rồi, chứ ngoài bừa lắm, hàng xóm tao nhậu chết nha. A few minutes later. Bây giờ mình phải bới lên phòng. Để trên phòng. Nên là dù ai nói rằng là sẽ hại mắt, mặc dù tôi đang bị cận nhưng mà tôi vẫn phải full RGB. Đấy, cho nên là mình đã đặt mua mấy cái này gắn vô trông khá là chiến. Có một cái đặc điểm của những cái đèn này mà mình khá là thích, đó chính là nó có thể kết nối lại với nhau. Ví dụ như các bạn cầm một cái đèn thế này nha, thì thường mấy bạn phải có cái ổ điện mấy bạn cắm vô cho nó sáng đúng không? Còn cái này thì các bạn chỉ cần gọi là lắp bọn nó vào chung với nhau, giống như các bạn đang chơi xếp hình vậy đó. Đó. Đấy. Thôi, đó, thế là dán vào tường. Thế là xong thôi. Rất là tiện. Ơi, mấy bạn có thể thấy là tóc tai của tôi hiện tại bây giờ đã bù xù hết trơn rồi. Bây giờ thì bọn tôi đang bắt đầu ăn tối. Các bạn xem trên clip các bạn thấy rằng nó chỉ mới trôi qua có tầm 10 mười mấy phút thôi, nhưng mà thực sự đối với bọn mình là đã trôi qua 2 ngày rồi đó. Bây giờ là đêm ngày thứ hai rồi. Bọn mình mới vừa cúng hồi sáng nay xong và bọn mình đã chuyển vào đây để ngủ, để nhập trạch. Bây giờ mình đi ăn xíu rồi tí nữa mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Đuối quá. Hồi chị em ăn gì đây? Hồi chị em ăn gì đây? Sinh tố hả? À không phải, cái này là gì? Cái này là à Milo dầm. Rồi ca mui ăn Milo dầm á ca mui. Của ai ấy? Của kia là chị biết chứng quen. Buổi tối ăn, buổi tối mập nha Sim. Ăn mập nha Sim. Buổi tối là mập đó. Mình đang muốn rất muốn mập, mình thật sự rất muốn mập. Mình thật sự rất muốn mập. Thank you. Mình đi ngang qua phòng mắt. Ui. Trông nó hấp dẫn thật sự.
của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắp ghế nhé. Nặng lắm, nặng lắm. Nó nặng thật sự phải không ạ? Trời. Đây là cái ghế của nó nữa bạn. Nhìn nó rất là giống một con bò cạp luôn. Cực kỳ đẹp. Và đây là cái đống đồ linh kiện của nó nè mấy ông. Đấy, cái ghế của nó là nó sẽ gồm bao nhiêu đây đồ nè. Ê, tôi nhìn tôi rối não, tôi không biết lắp sao luôn á. Găng tay vô cực của Iron Man mọi người ạ. Cái găng tay này hình như mình nhớ là trong cái phần end game hình như là Iron Man đã sử dụng nó để búng tay. Ôi, đẹp thật sự. Mấy cái viên đá này nó còn có thể phát sáng được nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem nha. Còn đây là con của tôi mọi người ạ. Con của Sammy á là nó sẽ ngồi, còn con này là nó sẽ đứng. Tôi thích con này hơn bởi vì nhìn nó khá là hợp với cái phòng của tôi. Nó được lấy thiết kế từ hình như là Star Wars cuộc chiến của các vì sao hay sao mọi người ạ. Ấy, nhìn rất là đẹp luôn. Màu trắng nha. Thì mới đầu mua mấy con này về á là tôi tính là tôi sẽ trưng hai con trong phòng luôn. Nhưng mà tôi nghĩ lại thấy là một con thôi là đã chật phòng lắm rồi. Con kia tôi quyết định là tặng cho Sammy bởi vì nó khá là hợp với phòng của Sam. Nói chung là đẹp. Phòng tôi bây giờ cái gì cũng đẹp. Từ nãy giờ các bạn thấy ở trong phòng của mình khá là nhiều tượng Iron Man đúng không?
lại thêm một cái nữa nè. Lại thêm một cái nữa đây, tại vì mình khá là thích Iron Man mọi người ạ. Uầy, Avenger. Uầy, cái thùng này to và nặng phết các bạn ạ. Một mình chắc là nhấc lên không nổi rồi. Thôi chắc là xé cái thùng này ra luôn nè. Uầy, nhìn xịn phết mấy ông ạ. Nặng quá. Ui. Các bạn nhìn phụ kiện của nó này. Ui. Nhìn giả man thực sự. Khi mà mình mở cái đống mô hình này ra thì cái thứ đầu tiên đập vào mắt mình đó chính là cái tảng đá này nè các bạn. Cái tảng đá cực kỳ to luôn. Bây giờ mình sẽ nhấc nó lên cho các bạn xem. Ui. Oh my god. Lỡ đặt vô con Iron Man đó bạn ơi. Mà chắc không sao. Hình như không sao. Ui. Cái tảng đá này to thật sự các bạn ạ. À. Và cực kỳ nặng luôn. Mình nói thiệt với bạn, nó nặng như là đá thật vậy á. Và cái chi tiết của nó phải nói là đúng là tiền nào của đấy. Đẹp. Tôi đang mở mô hình thì Sam vào đây xem mô hình các bạn ạ. À. Chắc là nghe mô hình xịn cho nên thích cái gì đúng không? Đúng không? Này, kệ khẩu trang à. Không. Sao vậy? Không. Sammy chưa make up cho nên Sammy không dám cởi khẩu trang các bạn ơi. Ôi, ôi. Ok, và tiếp theo nữa phải nói đến đó chính là con Iron Man của chúng ta. Ui, cái thân của nó đã bạn. Mình thề với bạn luôn, đúng là đồ đắt tiền. Chạm vào thôi là đã thấy sướng rồi. Nào, mình thề với bạn nó chi tiết cực kỳ. Nè Sam cầm thử đi. Nặng không? Đun đun đun. Cái súng đó là cái Iron Man, đó là cây súng nha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Ok bạn, bây giờ mình sẽ lắp cái con mô hình này cho bạn xem nha. Và đấy chính là con mô hình của chúng ta đó mấy ông ạ. À. Đẹp thực sự, đáng đồng tiền bát gạo. Ây vô các bạn, hiện tại là phòng của mình cũng đã sắp hoàn thành rồi. Nhưng mà chắc có lẽ là sẽ còn khá là lâu nữa bởi vì còn phải dọn dẹp vệ sinh các kiểu nữa. Cho nên là cái vlog hôm nay tạm thời đến đây thôi nha. Tôi sẽ còn có một cái vlog nữa là sẽ đi review từng phòng của từng thành viên của Hero Team và sẽ review phòng của mình luôn. Cho nên là video hôm nay chỉ là video lắp mô hình trang trí phòng đồ trước thôi nhé. Rồi ngày hôm sau đi, mình sẽ ra một cái clip review phòng của tất cả mọi người nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video review phòng lần sau. Bye bye, nhớ xem ở nhà.